Ôi trời ơi, cũng đã ly hôn rồi đấy. Đến đây thì anh, mục đích của anh là kiếm vợ. Hiện tại thì em cần một người là thật, không có lừa dối bất cứ chuyện gì hết. Nhìn anh là biết là mình tin rồi. Xin mời bạn nữ. Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây để chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó, đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp, bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó, cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á, trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi, nghĩa là người ta lừa dối mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư á, là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sốc cái chuyện thứ ba xong á, em cũng không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó, để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi, nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi. Tức là em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì?
tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em. À dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương, nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai nè? Vâng thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú bình định vô chú. Dạ tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết, cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ mở rào. Tặng em cái dạ. cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh. Em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi chị cảm ơn em. Em hôm cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết, không được lăng nhăng. Tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được. Anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định thì, là mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi, để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có cái sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? Ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? Dạ. Tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình với mẹ em á. Quen rồi. Công việc em cũng trong đây. Shop em cũng trong đây á. Hiện nay mở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. Vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy ở đây, em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn. Hả? Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu, thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy thì vâng. Dạ anh đi. Mấy anh chị cũng hối
nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền, tổ chức nhà liền. Gái báo à. Cái nhà trai xuống liền. Ừ. Rồi giờ nhà gái thấy sao? À, thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hồng Hôn. Đà Lạt Hồng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát à? Chỉ như đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Bảy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt máy Toshiba FLSA10VN, hiệu năng vượt trội, 3 tốc độ gió, chế độ hẹn giờ tắt, góc đảo gió 85 độ, động cơ hiệu suất 50W. Điều khiển bằng nút nhấn và xoay. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế thân thiện, thích hợp với nhiều không gian trong căn nhà của bạn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Giữ lấy nước ba, nước hoa để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đò lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi mời nhà gái. Dạ, chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 ạ. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh?
Dạ, con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm ấy đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chị ta bị vô tâm, quen nhau một tháng. Đó. Quá trời lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật trên này là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên? Không, không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả, quen tháng luôn đó hả. Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Đi chăng chú Hải hát hay hay là có nhiều con, 4 con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể. Giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến. Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi còn không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi. Em xin chào chú Nguyên Linh, em xin chào chị
Ngọc Lan. Dạ. Chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai thể gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Chuyện gì vậy? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á, chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi rồi thôi tê, mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính á. Em gái, thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính với anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh nó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ dành buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ.
Ôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Tim đập không? Tim đập không? Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ. Xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Yeah. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Yeah. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì. Đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên trọn đây vẹn hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thương mà trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Yeah. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trau dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm. Hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi, thôi. Nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại. Ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi, thôi. Đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén.
Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt máy Toshiba FLSA10VN. Hiệu năng vượt trội, 3 tốc độ gió, chế độ hẹn giờ tắt, góc đảo gió 85 độ, động cơ hiệu suất 50W. Điều khiển bằng nút nhấn và xoay. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế thân thiện, thích hợp với nhiều không gian trong căn nhà của bạn. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó, đặc biệt là con gái, đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn muốn họ luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình, luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và khung giờ phát sóng của chúng tôi là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em sống thiên về gia đình, em thích chăm sóc gia đình, dễ tha thứ. Nhược điểm của em thì là em hay kịch tính, hay nói thẳng. Em thích ăn ngon. Ăn ngon tật xấu gì, ai cũng thích ăn ngon, chị cũng thích ăn ngon. Ăn ngon tốn tiền lắm chị. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam ở bên kia và chào khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Hằng, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Quê mình ở đâu Hằng? Dạ, quê em ở Sài Gòn chị. Rồi mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán ở một kho gạch ở huyện Bình Chánh. Rồi, cảm ơn em, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái và khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hải Linh. Năm nay em 29 tuổi, em ở Đắk Lắk. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Linh Lan làm việc ở đâu? Em đang hiện tại đang làm ở thành phố Buôn Mê Thuột ạ. Tức ở Đắk Lắk làm ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Linh 29 tuổi, Hằng 27 tuổi. Bạn có thể nói chút xíu về ưu điểm của mình đi Linh. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết yêu mọi người, biết nấu ăn, không hút thuốc. Còn nhược điểm của em là móc quê hay nóng tính. Tướng gì mà nóng tính ta? Dạ, nóng tính trong công việc, còn trong tình yêu thì không có nóng nha. Dạ. Tình yêu phải nhẹ nhàng nha. Dạ. Rồi mời bạn gái. Hằng thì sao? Điểm mạnh điểm yếu? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Em sống thiên về gia đình, em thích chăm sóc gia đình, dễ tha thứ. Nhược điểm của em thì là em hay trực tính, hay nói thẳng, có nhiều khi sẽ làm mít lòng người khác, nhưng mà em cũng đang tập cái tính này lại, kiềm chế lại. Mình có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em là em thích ăn ngon. Ăn ngon tật xấu gì, ai cũng thích ăn ngon, chị cũng thích ăn ngon. Ăn ngon tốn tiền lắm chị. Với lại em ở nhà thì em bận đồ rất là thoải mái. Thoải mái là bận sao? Tại vì khi mà em ở nhà em hơi nuy chút xíu. Hơi nuy là không bận luôn? Dạ không chị, chỉ 70% thôi. Là mình bận underwear thôi. Dạ đúng rồi. Bạn trai sao? Bạn trai hồi xưa có ở trường có mưa không? Có chị Cát Tường ơi. Có luôn hả? Dạ hồi bé
Lớn lên còn không? Dạ, lớn lên có khi cực ở nhà thôi. Có luôn hả? Tối ngủ có bận đồ không? Dạ, bằng underwear. Cũng vậy luôn. Thôi, mình nói chuyện tình trường đi nha. Dạ. Nói hồi nó tùm lum tùm la bây giờ. Bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình anh Quỳnh Linh. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là thời sinh viên là 4 năm. 4 năm? 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, lý do chia tay là sau khi ra trường thì em ở nhà, em đi dạy. Vì hồi trước khi em làm kinh doanh là em có đi dạy 2 năm. Còn bạn đi dạy ở dưới Bình Dương á. Khoảng cách xa nhau với công việc ở nhà nó nhiều quá. Ít nhắn tin gọi điện cho nhau. Thế là dần dần là tình cảm là không quan tâm đến nhau. Dạ. Nhưng chuyện không quan tâm nhau là do bạn hay là bạn nữ? Cả hai bên luôn. Tự nhiên nó tự chia tay không biết lý do. Trong tình yêu mà không quan tâm nhau là phải chia tay rồi. Dạ. Rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ. Yêu là phải quan tâm với nhau. Dạ. Rồi còn bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình à. Mối tình thứ nhất của em á, là lúc đó khoảng 20 tuổi á, thì em tính em tự lập. Cho nên là lúc đó thì em nghiêng về công việc đó chị. Em lo làm việc thì có ít có thời gian quan tâm cũng tới bạn đó. Cũng không quan tâm nên chia tay. Dạ. Còn sau này? Sau này thì có cái bạn này thì em lại rất là quan tâm luôn chị. Nhưng mà phát hiện ra bạn này có một cái tính là lăng nhăng. Thì em quyết định là chia tay. Đã chia tay là bao lâu rồi em? Dạ được 1 năm rồi chị. Rồi giờ quên hẳn hết chưa? Dạ quên hết rồi. Quên hết rồi. Tại ha. Vì người ta không tốt cho nên mình cũng không nhớ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần bạn đó dễ nhìn, có chí cầu tiến, biết hiền lành, biết yêu thương mọi người. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nhậu nhẹt quá đà, gia trưởng quá. Có gia trưởng không em? Dạ không chị. Nói chung là nãy bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đó, em nhắm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ 80%. 80% thì quá dữ rồi. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm mẫu bạn gái nhìn dễ thương, 3m bẻ đôi là được chị. 3m bẻ đôi là khoảng 1,5m đúng không? Dạ, rồi, ngang ngựa chị Cát Tường là được. Đấy. Rồi, còn được. Gì nữa? Dạ, nói chung là người mình thương thì nhìn lúc nào cũng đẹp anh nên cái tiêu chuẩn đó ít đặt ra lắm. Rồi, bây giờ thấy thương là thương đúng không? Dạ. Cho bây giờ em coi hình bạn gái luôn để coi bạn em thấy hình là đúng gái mẫu của em chưa? Có được không nè? Thử coi bạn thấy kết không? Đó. Được không? Ồ. Cái này hình nhỏ hồi nào vậy em? Anh. Hả? Dạ, hồi thôi nôi chị. Thôi nôi đẹp quá ha. Em cái tay em bóc cái gì vậy? Đó. Hả? Dạ, em bóc cây viết. Dũng bỏ rồi đó anh. Bóc cái gì? Bóc cây viết chị. Bóc cây viết hả? Dạ, cây viết với tiền. Ngầu quá ha, đều kiến đen đồ nữa. Rồi, để anh coi cái hình ảnh hiện tại nó như thế nào. Chào anh Nguyễn Linh. Ồ, chào em. Dạ, ở hồi nhỏ với lớn lên nó không giống nhau cho lắm đâu anh. Khác xa hoàn toàn. Giờ cổ mã ta dậy thì thành công rồi. Ha, rất là xinh đẹp. Cao dạ, cao. Em cảm ơn anh. Em có thể làm dâu được không? Dạ được ạ. Làm dâu được. Dạ. Được rồi, những người mà nghĩ mình làm dâu được là cũng tốt. Nhưng nếu như bên đây đồng ý thì chừng nào em cho bước tới? Dạ em thì em chỉ cần là bạn đó có chí cầu tiến, biết làm ăn, yêu thương em và em cảm thấy hai đứa hợp nhau thì cái chuyện mà kết hôn thì sớm thì cũng được, chỉ cần hợp nhau là được. Hợp nhau là được đúng không? Dạ. Không cần là nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn đàn gái. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Bây giờ em hình dung thử coi, em tưởng tượng bạn trai bên kia như thế nào. Anh ơi, anh cho có thể cho em hỏi anh cao bao nhiêu không ạ? Anh cao 1m7 em. Được, chuẩn. Dạ được. Vậy em cao nhiêu vậy em? Dạ em 1m64 ạ. Ờ, cũng cao quá ha. Em hình dung ảnh như thế nào? Dạ mày. Chắc là một chàng trai vừa mặt, chắc có một làn da hơi ngâm, chín chắn. Đoán cũng gần đúng thì rồi. Em đeo kính đen giờ anh bói. 80% phải không? Tự tin quá ha, đáp ứng 80% bạn gái luôn hả? Hồi nãy em nói công việc của em kinh doanh tự do là cụ thể là em làm cái gì? Dạ, hiện tại em sản xuất cây giống để cung cấp cho các đại lý. À, em tự làm cho em luôn hay làm cho người ta? Em làm cho em, đặc biệt là cây sầu riêng Musangking, vua sầu riêng thế giới hiện nay. Ồ, bên nhà mình có nuôi, có trồng hả? Hay là mình dạ, sản xuất em luôn? Em qua Malaysia lấy chồi về ghép. À. Làm tại nhà. Có cái điều gì em không thích ở người con gái? Ở người con gái mà em không thích đó là không trung thủy. Bừa bộn, vậy thôi. Vậy thôi. Yeah. Rồi bây giờ một cái khó khăn giữa hai bạn, một người ở Đắk Lắk hả, Buôn Mê Thuột, một người ở thành phố Hồ Chí Minh thì em định là mình sẽ hẹn hò như thế nào? Nói chung nếu mình thương nhau á thì cái khoảng cách nó không quan trọng lắm chị. Nếu mà có cơ duyên quen nhau á thì đầu năm quen cuối năm cưới là được. Đầu năm quen cuối năm cưới. Quan điểm của em như thế nào về sống thử? Quan điểm của em là em không đồng ý cái quan điểm đó. Vì nói chung em vẫn cố
cũng hướng về hiện đại, nhưng mà hiện đại với cái khác thôi, chứ còn về cái tình cảm mà như vậy là không được. Nếu như bạn nữ muốn sống thử với em để coi em như thế nào, bởi vì bây giờ phụ nữ cũng hay bị nhầm lắm. Lấy chồng về cũng không phải là chồng. Trong vấn đề đó sao mà thử được anh? Cái gì chứ, bây giờ mình tìm hiểu nhau rồi, mình hợp nhau thì mình mới cưới. Rủi cưới về rồi không có làm gì được hết trơn, dành nhau cái áo đầm rồi làm sao? Không, em nhường cho bạn ấy. Mà bạn em nghĩ bạn nữ ấy cũng không không thích quan điểm đâu. Nói chung là để bạn có hỏi, thể là mạnh mẽ. Để tôi hỏi đừng có đoán người ta. Dạ. Em quan điểm về sống thử như thế nào cơ? Dạ, em cũng có đồng quan điểm với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, em chỉ thoáng về cái cách thoải mái, cái cư xử. Chứ sống vấn đề mà sống thử thì em cũng không có ủng hộ lắm. Rồi, ok. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Rồi, cho gặp dì ạ. Dạ, chào dì. Chào, chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào khán giả trường quay. Dì chào cháu. Dạ, cháu chào dì ạ. Hằng thì ở nhà nó rất là giỏi, siêng năng. Bản tính nó sống rất là tự lập. Thế cháu rể tương lai được không? Nhìn tướng bên ngoài thì cháu có vẻ là giỏi giang, đảm đang. Không gặp hơn cô. Ừ. Tính tình hiền không cô? À, tính tình thì cũng hiền. Dì ủng hộ không dì? Ủng hộ cho hai cháu để bấm nút rồi tìm hiểu đến hôn nhân. Dạ, cảm ơn dì. Dạ, cảm ơn dì. Bạn trai đi với ai? Không. Hôm nay em đi với em trai của em. Rồi, chào em. Chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào toàn thể quý vị khán giả và chào chị. Chào bạn. Em cảm thấy thì hai anh chị rất hợp nhau. Anh chị thì dịu dàng, dễ thương, còn anh Linh thì hài hước và có trách nhiệm. Em cũng muốn sau chương trình thì mong muốn hai anh chị nên duyên. Rồi, cảm ơn em. Em trai dễ thương quá ha. Như vậy là hai bên cũng ủng hộ hết rồi đó. Do hai em thôi. Mở rào. Chào em. Mình có một món quà em muốn tặng bạn. Anh cũng có món quà tặng em. Tại anh cũng định làm một cái cây dừa đẹp tặng em nhưng không kịp nên. Dạ. Cuối cùng em đã tặng anh cây phải không? Dạ. Trùng hợp. Dạ, em tặng anh sen rồng và xương đá. Em rất là thích hai loại hoa này. Và ý nghĩa của nó, em cũng rất là thích cái cách sống của sen đá và xương rồng á. Anh cũng thích xương rồng. Dạ. Rồi hai bạn ngồi đi. Em cảm nhận về nhau như thế nào ở lần đầu tiên gặp mặt? Dạ. Em thấy anh cũng là một người khá là hiền lành. Tính tình thì cũng khá là giống em. Anh thấy em thì cũng dễ thương. Hồi xưa giờ anh không tin vào duyên số, nhưng nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ tạo cho chúng mình nên duyên. Dạ. Hai bạn có món quà gì tặng dành cho nhau không? Quà tinh thần. Dạ, em xin hát một khúc tặng anh. Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lành, cả đời dư xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mềm, yêu mềm, yêu mềm. Bàn tay anh luôn che che em hơi sai ca. Em rung quá. Bài hát có ca không? Bạn trai tặng món quà gì cho bạn gái? Hát một đoạn một câu. Rồi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người. Chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Hay quá. Rồi, bây giờ hai bạn đứng lên đi. Rồi, dạ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói một câu gì đó thật là chân thành nhất. Mời hai bạn. Nói chung là lên chương trình này thì chắc mình cũng có duyên gặp nhau rồi đó. Anh nhìn em cũng thấy thích rồi. Nói chung là nếu em cho anh cơ hội thì chúng mình bấm nút hẹn hò. Rồi. Rồi. Mời các bạn về vị trí. Chúng ta đã nhìn nhau, trao đổi những câu chuyện, chúng ta đã hiểu một phần về nhau rồi. Đây, đặt mắt tay vào đôi mắt rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần cuối. Tim mình có rung động hay không? Rung động, hẳn bấm nha. Bấm là trao duyên, bấm là hẹn hò. Rồi, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn.
Rồi nói gì một câu đi. Xin phép gì đi. Hôm nay tới chương trình vui, con cũng cảm ơn gì cho con xin phép được hôn em một cái. Nói gì gật đầu rồi đó. Mà em đồng ý không? Em thấy mình ôm nhau một cái thôi được không anh? À vậy được. Em okay. Còn đây là chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Gửi tặng hai bạn, đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nha, tìm hiểu nhau thật là kỹ. Đây là cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau rồi, còn cặp đôi thứ hai thì như thế nào? Chúng ta sẽ đến ngay với cặp đôi thứ hai. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Cái mặt em rất là lạnh. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm, em sống nội tâm. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm ở cảng hàng không quốc tế. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài vè mà em tự sáng tác mà em run quá, mọi người có thể cho em một tràng pháo tay rồi, không ạ? Rồi, ủng hộ em. Nghe vẽ, nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan, thích đi du lịch mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo tự tin, nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đan móc len cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách. Khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài vè đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Nhớ một cái thôi hả? Dạ, cũng nhiều cái khác. Cái nào có, nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình. Nấu nướng, ăn là rất ngon, cái hậu đậu em nhớ nhất. Thôi, mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ, nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả. Có thuốc hết không lo. Ngoài cái bài vẽ đó em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén em rảy rảy cho chén nó khô á. Xong xoảng một cái rồi xeo nghiêng một vòng rồi, nghiêng một chồng chén rễ luôn. Rồi, và nói là cái chuyện em bếp muốn hỏi vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong, ngay là xong, ngay là bể hết. Trời em ơi. Muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó hả? À, cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được nhưng mà lười lắm. Thôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc nhà. Thôi chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần rồi dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chắc hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường.
em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng đúng mà đòi thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn có người khác á. Thì sau khi em chia tay á, giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách nay bao lâu rồi? Dạ, em chia tay hơn 5 năm rồi ạ. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á, im quá, em cũng thích. Rồi lại gặp cái bạn khác á, thì ngày đầu tiên đi hẹn hò á, thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em ơi, không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Mà nói đại nè, không có đi còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em. Cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà tại sao chia tay? Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. À. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái, và cái này. Và cái này. Ví dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh. Ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến chia tay cái mối tình gần nhất á, thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ, LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em chào chị. Chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? Chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em chết nặng với cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress? Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tan nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À. Thôi đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Thôi đâu, có gì đâu BD. Có gì đâu BD. Mà chị hỏi em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc người ta nữa. Không có đâu. Mẹ lên, vui thoải mái lên nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Lên đây coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ngỡ người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp á, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng, là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đấy. Rồi, đúng giờ không em? Yeah. Chắc đi, em đi làm trái đúng giờ. Đâu đúng giờ rồi. Rồi đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu, nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần đẹp trai, chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết đó đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi nha, không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? Không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm. Được rồi đó. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%. Được ha. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ.
chào gia đình bạn gái ha. Rồi, nói mời chung là cô nay chú có đại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Theo tôi thấy là cháu đây cũng được, thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Rồi, bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành, thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Cái công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi. Hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào. Cười tươi lên. Đó, có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Mình có lá hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. Đây là một cái nón len cho em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu giò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Thích hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên giữa dòng đời xuôi ngược, ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại đợi chờ một ai đó nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó, hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh tình yêu là chân thành, nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ được gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Theo em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh quá. Lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm mà em thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Dạ. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Giờ mảng nào cũng được ạ? Không, anh cái hỏi thật mà. Cái mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa, thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh, nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Chúng ta đang đối diện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, có
ba mẹ, gia đình dì Dượng của cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói về với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Đó thì là trai đàn gái luôn. Linh nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú ạ. Giao lưu chút đi. Đi đâu sau này đâu là mình su gia đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng, nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả. Cái quan trọng là thương yêu nhau. Thế còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái duyên. Hai cháu nó có hơn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ. À, thưa cô, thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú. Bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Họ này. Và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, con xin phép bác ạ. Đây là món quà của Việt Nam Cacao. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Như vậy là hôm nay rất vui, tại vì những cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau hết rồi. Khán giả đang theo dõi truyền hình có thể nhận được quà là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như quý vị trả lời đúng câu hỏi trên fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Và khán giả ngay tại phim trường hãy lấy cái thăm may mắn của mình ra và chuẩn bị xem ai sẽ là người trúng cái nồi cơm điện của Akino. Nồi cơm điện 42. 42, 42. Ai là người có con số may mắn 42? Rồi, lên đây bạn trai. Rồi, chưa? Rồi, qua đây em trai ơi. Và đây là một cái nồi cơm điện Akino trị giá là 350.000 đồng đã thuộc về khán giả may mắn nhất của ngày hôm nay. Rồi, cầm này xuống dưới. Giờ xuống nấu cơm thì chúc con ghé ăn. Quý vị hãy nhớ theo dõi chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị có thể theo dõi là chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hoặc bác biết quan tâm mọi người. Thật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, ngồi đi em. Thấy nhà trai ra mà không khí phấn khích quá. À, nhà gái ơi, mình đâu rồi, mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và trai bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá. Dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Và buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chim bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Việt danh em là con đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, ở đây là cũng không có quen hay là gì hết. Rồi em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ em cũng hy vọng, lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ mang giày vào chắc được á. À ok. Anh có nói là anh không hấp phúc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ ai có thể tắn một tí thì trời dễ ưa nhìn nhá, ngoại hình ưa nhìn. Trời ơi, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó cái làn da nâu nhanh lên là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông bạc bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ cái này là tự nhiên, thế là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? Rồi. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua tôi coi bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Ồ. Em cũng đi tìm như vậy đó. Tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Khỏi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm. Mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất tuấn tú, khôi ngô. Do dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí.
Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em ạ. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. À. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt. Rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời, tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. À, em thấy anh có giống như những chị em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ. Em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em ạ? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì đi làm kỷ niệm đi. Bà chuẩn bị sẵn cái đờn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá. Và lòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì đã phải cho hát được cái tới cái câu Người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này rồi. Người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ổng nó còn có một cái lá lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi. Thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ cảm ơn anh. Rồi đứng đây nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Dạ.
hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền chứ, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng bộ sản phẩm này miễn phí nếu các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Trời ơi, tưởng tượng tới cái cảnh mà hai trẻ mà ngồi coi TV ha. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được tiếng nói chung nha, sớm thông báo tin vui chúng tôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân. Bạn gái đi trước đi, để cho bạn gái đi trước đi. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên, họ một phần nào đã hiểu nhau và trái tim họ cũng đã bắt đầu rung động và những cái bấm nút đã thể hiện tình cảm của họ với nhau. Chúc họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Và cao cỡ anh Quang Su, cơ bắp giống như anh Trung Cúc, và hài hước giống như anh Chú Du Giê Xúc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời điện trai. Bây giờ thì em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng. Chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như cái ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai chị. Cũng được. Dạ, cũng vậy nếu thôi. Mà anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ, em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ, em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra gì là mẹ em la trước rồi, xong rồi em nói một hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Mà bạn đó, cái đó là ưu điểm của bạn ưu đó. Điểm đó Hay làm trò,
rất thích hát, hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi đi tắm, rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh hãy nhớ cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay được mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc luôn. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim em đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa hát không? Dạ vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì dạ, không? Dạ em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen, có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm, đây mốt mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ chỉ cần anh tìm, anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Trung Cúc. Và hài hước giống như anh chú Du Giai Súc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là Su Cu Cúc. Cu Cúc. Em thuộc Su Cu Cúc vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài hước được không em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho chị Hồng Vân nghe nào. Dạ mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng. Nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không, được không? Được phải không? Ừ vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thì coi nó có phản ứng gì không. Rồi bây giờ nè, 26 tuổi sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà làm dâu trước đúng không? Dạ ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ không? Ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải dạ. Không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói, ông có nói là em yêu đơn phương thôi cô chị. À đơn phương. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con căng rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hôn chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà. Dạ mà, bạn đó không tự nguyện. Em mỗi lần hôn là em trốn hoặc là em làm gì đó. Em tìm cách để em hôn bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hôn là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Về bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hôn con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hôn em không? Dạ không, em thích. Cái này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á. Thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có bảo với em là sắp cưới. Trời đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ, em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao rồi. Trên 1m65. Được không? Được, em 6m7 lần. Được. Rồi, 6m7 luôn. Dạ, không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu xíu, công nghệ niền răng bây giờ dạ. Cực kỳ tốt luôn. Mình sửa, không có cờ bạc. Có không? Dạ không. Rồi, không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Đâu có ai đâu đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn anh Linh.
Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức mà con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hoàng không có sắp xếp thời gian tới đây được á, nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ với lại chị rất là dễ thương. Dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe là tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được. Nha. Rồi em gái đó là em gái sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Hà Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khả ái, về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm, còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được có thể góp ý không? Không có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà. Quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á, nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm, nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Anh có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang, thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Trước em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp anh đã ở đâu. Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Bao chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh,
được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh ở đâu? Đúng rồi, nơi anh ở đây rồi. Xúc động hay không? Chứ tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ cái ông đơ luôn à. Anh nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chưa? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi. Thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mụm mỉm á, thì không biết là như nào. Đó, về mình tính sau nha em. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả những suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này, là các bạn lấy cảm xúc sự từ chân thành đến từ trái tim đó. Vâng, thì đó, hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều, rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc, và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1, hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau... sau cái, đó, cái bài thơ đó thực anh sự... anh lại cảm giác là suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi, hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba, cho con xin hôn hôn Hà.
con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là xinh. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn á, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em là người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua, cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm, nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Ở đây chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng bộ sản phẩm này miễn phí nếu các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh. Hãy giữ lấy những giây phút trong trẻo này nha các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần rút thăm may mắn. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Chúc mừng khán giả số 42. Rồi, chúc mừng nha. 42. Đây, đúng rồi. Chúc mừng bạn. Rồi, đem về nhà nấu cơm để nhớ với chương trình nha. Rồi, cảm ơn em. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin